Xin chào cả nhà, một ngày mới. Cả nhà ơi, hôm nay sáng nay thì có cái người hàng xóm người ta hỏi mình có hũ hoa không ấy cả nhà. Thì mình nói là có nhiều lắm. Để rồi người ta nói vậy thì cho người ta một bớ. Thì bây giờ người ta đang đợi để lấy thì để mình hái cho người ta ha cả nhà. Thì mình xin mời cả nhà cùng theo hiền hái hũ hoa để cho người ta nha cả nhà. Cái vườn của mình rất là xanh mướt luôn nè cả nhà, bích bùng hết trơn nè, mướp với lại mướp hũ hoa với lại bí bí đỏ với lại bí đao, nó bò quá trời bò luôn, nó xanh đen hết trơn luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi hái hũ hoa ha cả nhà, quá trời hũ hoa luôn cả nhà ơi, rất là tốt luôn.